Xin chào tất cả các bạn chị quay lại với Nông Dân Tây Nguyên TV nha. Lại là Nông Dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Tiêu trong vườn thì đã hôm nay đã hái xong rồi các bạn chị. Thì hôm nay em có một cây sầu riêng bên phía trong kia. Thì vừa rồi cũng chưa cắt cành cho nó. Hôm nay thì em sẽ vô cắt cành cho nó rồi. Cũng chia sẻ các bạn chị cùng xem và giải trí nhé. Cùng thăm lại khu vườn sầu riêng nhé các bạn chị. Đây là mấy cây sầu riêng đi đọt bên ngoài này. Đấy, đi đọt non mà bây giờ cũng có lượng bông rồi, và một số cành trên thì cũng có lú lú đôi bông ấy được các bạn chị. Đọt thì đấy, bắt đầu là đã phóng đọt mới ra cùng theo với đợt bông này luôn nhá. Thì mình sẽ kéo luôn cái đợt này để cho cùng với thằng bông để kéo thêm bộ lá, và đồng thời để cho sau này mình làm bông làm đồ nó dễ, nó đỡ phải đi đọt nhá các bạn chị. Đấy, bên trong này mấy cây cũng thế, cũng hoa cũng tương đối hết rồi. Ba cây trong vườn nhà ở ngoài kia của em thì nó đều hơn, còn đây thì bông đã trước nên là bông nó to hơn. Đấy, bông đã tuyển được từng chùm thì các anh chị nó nhìn thấy mấy bông nó phát triển nhanh nhau to mới vừa rồi đó, bây giờ này các anh chị này em trừ lại một cành nhỏ này 3-4 chùm, phía trên cũng thế, bên này cũng thế nhá. Đấy, phía trên cao thì mới ra sau thì chưa tuyển, còn phía dưới này thì đã bắt đầu tuyển hết rồi. Đấy, bữa sau là tiếp tục sẽ tuyển lửa tiếp để mình xịt thuốc xịt đồ vô cho nó dễ, nó còn bị xen kẽ nấm rồi nhá. Mấy cái này thì cũng vừa làm cũng vừa cắt cành cho nó luôn các chị. Nó mấy cái đọt vượt lên trên kia là bắt đầu cắt tạo rồi, để cái đọt mới lên để làm thành đọt chính, nâng lên cho nó cao lên thêm một chút nữa. Cái cây vừa rồi, cái kia dưới kia các bác chị thì trước đây chia sẻ cho các anh chị thì các anh chị nhìn thấy một bộ lá sung xê bóng, nhưng hôm nay thì vừa rồi em cũng tranh thủ vừa hái tiêu rồi em cũng chặn cái thang hái tiêu em cũng tiện luôn đấy, thì bây giờ các anh chị nhìn thấy nó đã trơ trụi thoáng đẳng hết đấy. Thời gian nữa thôi thì hắn lại kín lại, nhưng mà bây giờ là dàn cành cũng tương đối ổn rồi nhá. Này, phía dưới này vừa rồi thì có một cành thấp này, cành này thấp các anh chị, cành này thấp thì nó đấy, to này, cái đây đấy thì cũng đã cắt bỏ luôn, sợ sau này nó nấm. Cây này thì cũng đáng lẽ nếu mà tuổi thì bây giờ cũng này 5 năm rồi các chị nhá, mà đợt nó đẹp xong nó suy dần dần vào trong, cái là bây giờ tạo cành mới lại thì nó nhỏ này nên phải phá dần dần. Đấy, phía trên cũng phá dần dần thì cũng có được đôi bông. Đấy, đôi bông nó thì cứ để đại được trái nào hay không thì dụng sức cho nó sang năm mà tính nhá. Mấy cây phía trong này cũng thế, cũng hoa cũng thế tầm tạm. Cây này cũng vừa rồi cũng sẵn tỉa luôn này các bác chị, tạo là cái trên chống trơn đúng không anh chị. Thời gian nữa thì mình cứ kiến thiết dần dần thôi, nhưng làm đến đâu mình kiến thiết đến đó. Đây, cây này thì cái dàn tán nó cũng tương đối ổn rồi, sau này em sẽ tuyển lựa những cái cây mà tiêu nó nằm gần cảm thấy nó xấu, như cây tiêu kia thì nó xấu này, rồi mình sẽ phá cái tiêu đó đi cho nó khỏi dập bên trên ảnh hưởng hai cây sầu riêng này, thì nó sẽ thoáng thôi. Còn cây này đẹp thì tạm thời tiêu đang có giá thì mình chừa lại để ăn đã, nó chưa lấn tới nên là mình cũng tận dụng ra, chứ để đất không cũng không có tiền nên là mình tận dụng kiếm tiền ra, đến lúc thằng này phát triển được thì thằng này nó sắp tàn thì mình cũng đã ổn rồi. Đây, những cây này thì hoa đấy, những hoa to thì em đã vặt rồi, còn những hoa nhỏ thì nó bắt đầu phát triển đấy, mọc dài ra rồi. Bây giờ thì năm nay cũng khó làm nên là có sao dùng vậy đi rồi tính tiếp. Đấy, đấy, cây này cũng đã cắt hết rồi đấy, chuyển tán phía trên này. Cây này trước cũng xấu mà bây giờ nhìn nó cũng đẹp rồi các anh chị. Đấy, lá xanh đẹp rồi, cây này cũng thế. Mấy cây này là nằm trơ trọi bên ngoài này, cây này cũng bắt đầu lên trên, nó cũng đã xương cá nhá. Đấy, cành trên xương cá là bây giờ cũng đang để coi nó lên thế nào rồi bắt đầu chia tán, cho bây giờ cũng không có cái cành nào bị cắt bỏ đi để cho ra cành mới thì không biết nó có tiếp xương cá nữa không, thì bây giờ cũng chưa biết được, thì tạm thời cứ để đó ra cành dưới thì thoáng rồi. Thì hôm nay cây này vừa rồi thì nó cũng đi đọt nhiều nhá các anh chị, đi đọt bên trên này. Đấy, các anh chị nhìn thấy không, đứng sừng sững trên đấy, nhưng mà phần dưới này thì vừa rồi cũng chưa cắt được cho nó, thì nó có đôi bông nhá, vừa rồi em ép đại thì coi có bông nào làm quen rồi sang năm là tính, còn năm nay thì được trái nào trái không có thôi dưỡng sức nó. Nhưng cái bộ cành của nó thì cũng tương đối đang nhỏ vì nó nằm trong tiêu nên là không
có cái độ phát sáng để cho nó phát triển được, nên là cần các anh chị nhìn thấy nó cũng tương đối nhỏ nhá, tuổi thì nó cũng lớn rồi nhưng mà cần nó nhỏ. Bây giờ em sẽ bước vào cắt cành, tạo thân dáng cho nó để nó phát triển. Các anh chị cùng làm vườn nhé, cùng đồng hành cùng Nắng Như Thư Nguyên TV nhé, cùng chia sẻ những kinh nghiệm mình biết được, thì các bác anh chị đóng góp ý kiến nhé để em cải thiện những video nó mỗi ngày chất lượng hơn. Đấy. Nhiều bác bảo sao có mấy cái show riêng quay đi quay lại nhất, nhiều khi cũng không biết kiểu gì được các anh chị. Bây giờ một mình làm vườn của mình thì sẵn mình chia sẻ cho mọi người cùng xem giải trí thôi, còn mình muốn đi ra vườn nhà người ta để quay thì nó phải có một cái gì đó trọng lượng, uy tín, hoặc là mình làm vườn nó thế này thế kia thì người ta mới dám cho mình vào chia sẻ vườn người ta được. Nên nếu nhiều khi mình xin vào vườn người ta quay nhưng mà người ta ngại, cái tâm lý thì cũng đúng thôi, tại vì quay lên thì người ta bảo khoe vườn thế này thế kia. Thì em làm YouTube thì em quay lên được, nhưng ví dụ người vườn người ta mà quay chia sẻ thì người ta lại bảo là khoe khoang này, nên là người ta không cho vô quay. Đấy, thì cũng khó. Thì mình bây giờ cứ tạm thời mình cứ quay làm những gì, quay những đó, chia sẻ cuộc sống hàng ngày làm việc của một nông dân. Đấy. Nên là các bác anh chị xem giải trí thôi, còn sau này có cơ hội thì sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái vườn của nhiều nhà để các bác anh chị cùng tham khảo, cùng học hỏi. Bây giờ thì có sao dùng vậy đó nha các bác chị nhé, nên các bác chị cũng thông cảm. Đấy, cắt như thế này, cắt bỏ đi cho nó thoáng nhé. Đây, cần này đâm sang này các bác chị. Hồi trước đang tiếc là muốn là nó xỉa từ đây. Đây, nó xỉa trong này, nó xỉa sang bên này để tạo một cái thay thế. Nhưng bây giờ khu vực này thì có mấy cành to này. Đấy, cành này cũng to này. Đấy, hai cành to hết rồi. Nên là mình sẽ bỏ đi cho nó đỡ cành chân dinh dưỡng. Sau này cái trái trên này nó có thì nó cũng đỡ đụng cái cành này. Đấy, bỏ đi một cái cành này thì mất một mớ chất dinh dưỡng. Đấy, lá xanh nhá, xanh đen luôn. Dồn lại cho người thằng này cũng được. Vì thằng này nó ra nó mập thì cũng tán phía ngoài, bên trong nó đỡ rậm rạp. Hồi trước kia thì không biết làm nên là cứ tham để cho nhiều. Đấy. Nên là để nhiều thì bên trong nó rậm rạp quá, cành nó không phát triển được. Đấy. Nên là mình phải bỏ bớt đi thì cành nó mới mập được, nó mới phát triển được. Nhưng mà gì, biết chia sẻ đời thường thôi các bạn chị, cuộc sống đời thường thôi. Này, cần nó xìa qua trở lại, bỏ luôn cho nó thoáng, cuộc sống đời thường thôi. Khi muốn tốc độ cao sang hơn một xí nhưng mà chưa thể với thế tầm được. Đây, những cần này thấp quá thì bỏ đi cho nó nâng cần lên khỏi sau vì nấm rồi. Đây, những cái đoạn này, hôm trước cũng bảo để tạo cái cành đi ra, nhưng mà đâm xuống đất rồi thì mình bỏ luôn để cho cái cành này mập ra. Đấy, nó mập ra đúng lên, cái cành này cũng bỏ này. Nhưng mà hướng bên này nó không có cành đâu các chị, hướng bên này không có cành nữa, cứ tạm thời cứ để nuôi ra, sau này tiến tiếp. Cái của đàn này góc cái tiêu này cũng có, đây một số bông này. Đấy, cành này một số bông này, cành nhỏ nhưng mà có số bông, ép nó bên trên không ra được. Đây, bên trên nó không có cái, không có bông nào hết. Đấy, tỉa bớt nó thoáng. Mình tỉa sơ bộ cái là nhìn nó cái cành nó thoáng. Cành này nó lại đâm ra mắc mấy cái phía bên ngoài này nhá, nên là mình bỏ luôn đi để cho nó khỏi đấy, ánh sáng nó sẽ lọt vào đây được. Đấy, thấy chưa? Để khoảng không này xuống đây là thoáng rồi.
Đấy, nó bước vào và bây giờ anh chị ra bên ngoài quay cho anh chị cùng xem lại cái khoảng lúc nãy và bây giờ khoảng bây giờ nó đã thẳng hẳn rồi nhá. Đây bây giờ đứng phía ngoài này, nhìn vào này, đấy các bác chị nhìn thấy không, nó đã thoáng hẳn chưa. Đây, cần nhỏ nhỏ nó bỏ luôn đi cho nó thoáng. Mình cắt nặng tay một xí nhưng mà rồi sau thời gian nữa nó sẽ kín bên ngoài thì bên trong lại thoáng mà bên ngoài thì kín. Đấy, hiệu quả hơn. Đấy, bây giờ mấy cành trên cao lấy thang mới tới được. Đấy, sơ bộ mấy cành phía dưới cái đá nhỏ nhỏ bên trong bỏ đi. Đấy, còn không là nó thoáng lên. Đấy, mấy cành này này, cành này bây giờ các bác chị nhìn này, đấy cái đoạn này mà hai cành nó gần nhau nhá, cành trên cành dưới, mà cành trên nó mập, cành dưới này nhỏ, mà sau này trái nó sẽ đụng vào nhau, mà cái khoảng không chỗ này nó vẫn đang còn kín này, nên mình sẽ bỏ cái cành này đi nhá. Đây, bỏ cành này đi. Đấy, bây giờ quay ra nhìn lại coi các bác chị thấy chưa. Đấy, khoảng chỗ này bây giờ là nó trống trơn luôn, cành này mập ra là sau phụ tán ở bên ngoài là ổn. Chỗ này chống ánh sáng nó sẽ lọt vào, đấy, nó ở đỡ nấm bệnh. Đấy. Đây, chỉ còn thằng này này, thằng này muốn đưa sang đây này, nhưng mà cành này bây giờ chắc khả năng có nuôi mập nữa thì nó cũng không mập được nổi đâu, tại vì cành này nhỏ. Sao mình bấm cành này đi, để sau này mình sẽ nuôi cành bên này, cành to này, cành cái này, nó có cái giàn tán nó xịa sang đây thì mình lấy được, còn không thì lấn lên phía trên nhé, bỏ luôn cho thoáng các bác chị. Đấy, cho nó tháo luôn, nốt làm là làm nốt. Đây, bỏ luôn nào. Đấy, cần chịa thằng này, nó phải dùng thang mới tới được. Đây, cần nhỏ này, cần nhỏ này mà bây giờ nó nằm chỗ này, nó có bông này, ác chưa, bỏ luôn. Muốn nuôi cái chỗ này sang để có đoạn không, khoảng không gian này nó bị thiếu này, nhưng bây giờ thử bấm cành bỏ đi để nuôi một cái cành này ra thì coi nó có mập ra không quá chị. Nếu sau này nó mập ra thì mình để trái khoảng này, tại vì từ khoảng này dưới lên trên thì xa quá, nên mình để cái cành nó nuôi thử coi nhá. Chéo chéo cành chéo này. Đấy, bỏ luôn cành chéo lên, bỏ đi một cành, một bộ lá là dồn lực lại cho những bộ lá khác phát triển. Đây, như cành này, cành này bây giờ mà cứ đâm đâm ra các bác chị, đâm ra thì đụng mấy cái cành ngoài kia đã có một mớ rồi, thì mình bỏ này đi. Đấy, để cho nó dồn sức đẩy lên phía trên nó ra ngoài, hăn đỡ, thấy không? Đấy, khoảng không ánh sáng nó lọt vào rồi. Đấy, mấy cành kia cũng diệt đi, bỏ luôn. Để mình này ngắm sang coi có cái cành nào ấy đâu không. Tì xuống này, bỏ luôn này, nâng lên. Đấy, đây cần này, cần nó vươn sang đây này, đâm xuống này, bỏ này. Đấy, con nuôi nuôi thử cần này cho nó đâm sang đây thì tán, còn thằng kia, thằng này đâm, thằng đó đâm sang bên kia là mắc cần bên kia rồi, bỏ luôn. Thấy chưa. Đấy, thế là cái đoạn này bây giờ là sáng chưa các anh chị. Đấy, sáng, ánh sáng tha hồ lọt vào rồi nhá. Mình mà không nói chung em thì cũng tham khảo trên mạng xã hội thôi, là mình cũng biết được những kiểu cách cành này kia người ta bày, thì về áp dụng thì thấy cũng có hiệu quả thì mình mới dám làm và quay lên chia sẻ cho các anh chị thôi, chứ còn nếu mà mình nhát tay, mình không nắm chắc, mình nhát tay thì mình cũng không dám bấm bỏ như này đâu. Đấy, bấm bỏ trống trơn này nữa, nhưng cũng phải qua nhiều lần thử nghiệm rồi mới dám bấm và bỏ những cành không cần thiết. Này, cái đoạn này ra nó mắc này các chị, phía ngoài này thì có mấy cành này, bên này cái cành này ra chọc vô cái cành bên này, nên là mình sẽ bỏ luôn.
đấy, nha, vẫn là cho nó tán ra ngoài này thôi, nó không bị cạnh tranh gì cả, sau mình nuôi trái lấy cần cân gốc lên đâu, không sợ, cứ thẳng tay chừng trị đi, một lần không được thì hai lần, không có lo ngại gì hết. Đấy. Làm rồi sẽ có kinh nghiệm, học hỏi nhiều rồi sẽ thành công thôi. Còn hiệu quả hay không thì chờ thời gian sẽ chứng minh. Đấy, ổn nha, phía dưới là ổn nha các anh chị. Đấy, phía dưới này, lúc đấy và bây giờ có ánh sáng đã lọt vào hết, nhìn sáng từ ngoài vào trong. Bây giờ chỉ còn những cành số bên trên nữa là ổn. Bây giờ em sẽ lên lấy thang bỏ phía trên kia, em sẽ cắt bỏ bớt những phần trên nhé. Sau khi đã bỏ thang vào thì bây giờ sẽ lên tiến hành xử lý bên trên nhé các anh chị. Bớt những cành nhỏ này. Đó, những cành ăn phân đấy, những cành không cần thiết. Chỉnh đi chỉnh lại, bấm đi bấm lại thật nhiều lần. Đấy nhá. Hết được. Xử lý triệt để được. Còn tầm còn đan xen nhau. Đây. Đấy. Đây, như thằng này. Thằng này đâm ra đụng cái thằng bên dưới này nè. Nó không ngoáy được, mình lấy cái trên này nhé. Đấy, mấy cái trên mập này, bỏ con này đi. Đấy, bỏ này luôn. Thấy chưa? Này nó hơi đứng khó thật chị. Không có thế. Vừa tay cầm máy quay nữa nên không có thế đứng. Bỏ này luôn. Đấy. Trên này. Đấy. Chúng ta lẫn ra ngoài đi. Cần cái gì được để đó. Tạo bộ đi. Nhìn khoảng không đây. Còn này ra là đụng mất mấy cành bên ngoài này các chị. Đây, những cành trước đây đã cắt này. Đó. Bây giờ thì có những cành cấp 2 đây. Đây của nó đây. Thấy chưa? Cành này là cành cấp 2 này. Thì giờ mình bỏ thằng này đi. Để cho nó khoảng trống này đi. Bỏ thằng này trước đấy nhá. Đấy, để cho nó lấy cành bên ngoài cũng được. Cho cái đoạn này bên này không có tán này nên là em đang phân vân nó chừa lại. Khó này. Vì không nó nuôi cành này, bỏ cành này thì bên phía này lại không có này. Đấy, góc này không có tán. Nên không phải để nghiên cứu từ đâu. Đôi lúc mạnh tay nhau, đôi lúc phải nghiên cứu kỹ. Cắt đi rồi là sau này không có cành bù vào. Không khổ. Đấy, cái trên này. Lộn thốn luôn. Để leo hẳn lên trên coi. Xuống nhé. Ây da. Lá xanh hết rồi, xanh biếc rồi. Thấy chưa? Đây. Đây, cái này này. Đoạn này không có gì hết này. Ở bên ngoài này, có ở dưới đi lên rồi. Thôi chắc bỏ luôn đi. Đấy. Thấy chưa? Bỏ xong này mình lấy cạnh bên này. Mình đưa ra. Cái tay cạnh bên này nó ra bên phía ngoài nó mập rồi. Mấy tập phim trước thì cũng đã chia sẻ cho các anh chị cái cây này rồi. Nhưng mà cắt đi cắt lại nhiều lần là vẫn chưa được hài lòng. Chưa được thoáng. Nên là phải cắt tiếp. Cũng phải ăn cơm bữa, cơm hàng ngày. Ngày nào cũng phải ăn.
không thể làm ăn một lần là no mãi được, nên là cũng này thôi, cắt một lần chưa được thì mình cắt nhiều lần. Đấy, cắt bao giờ được thì thôi, đó là tán đã ổn thì mình bước vào là quá trình làm trái. Hoặc là gió nó thổi này, thổi hư hất ngược cái này trước là đã cắt cho nó ấy rồi nhá. Bây giờ gió nó hất ngược lên nó lại thành cần đứng tiếp rồi. Bây giờ có cần ngang rồi mình sẽ cần bỏ đơn tiếp. Đấy, cho nó vươn ra, nó gió nó đẩy con gì, gió nó cứ đẩy ngược ra lên là bây giờ cần nó lại đứng sừng lại. Đấy, trên là một tổ như tàu vò này. Đấy, bỏ bớt những cành sát trước ra. Đây, khoảng này này, trồng những cành nhau này. Nhiều khi phải đứng cả bao quát phía trên cao nhìn xuống nó mới thấy được. Đấy, để cành mọc này thôi. Còn cành này nó nhỏ, chỉ ở trong này cứ tạm thời để đó. Đứng trên cái thang cao này cũng khó. Đấy, bỏ cành chốc này. Đây, giờ lên tới cành đọt rồi nhá. Đấy, lên tới phần đọt rồi các anh chị. Đấy, cành nào mà vươn cao này. Bây giờ cành này thì lấy từ dưới lên cũng tương đối rồi. Đây, chỗ này vươn lên. Bấm bỏ chỗ này luôn. Chúng ta bấm một lần rồi mà hôm nay nó vẫn sưng đứng nhá. Đấy, để lấy hai cành này. Đấy, cành này với cành bên này. Nó đi ra. Cành này mình sẽ bỏ này. Đây là cành xỉa sang đây mà cành sang kia thì lại mập. Cành này nhỏ hơn này. Mà bên này không có tán. Bên này thì tán nhiều rồi mà hắn lại xỉa. Thôi bây giờ bấm bỏ đây luôn. Đấy, cành dài nhá, mập. Nhưng mà xỉa sang đây để lại tạo một cái tán sang phía này. Cái trên này nó tì xuống là được rồi. Đây, nhiều cành quá. Cành đọt này. Đọt từ dưới lên trên thường là tầm 4 mét rồi, hơn 4 mét rồi. Không cho lên nữa, bỏ luôn. Đấy, bọc nhá, dài này, bỏ luôn. Cứ vươn lên trời là bỏ hết. Đây, gió bên này cũng thế. Không ăn chị đâu. Gió nó cứ thổi ngược lên này. Cần đứng lại đứng sững lên hết. Đây, bỏ luôn. Đấy, sát này, bỏ luôn. Này là bún. Rồi một thời gian nó sung, nó lại đẩy lên đây, nó lại đấy, thích. Đấy, như cây này. Cái này. Cái này gần bên này, cái này nhỏ nhá. À, nhỏ xí này. Cái này cứ đứng lên trời tiếp này. Nhưng mà chỉ nhìn không, đứng lên. Bỏ tiếp. Đấy, để nuôi dưỡng thằng nhỏ nó ra. Để cho nó phân tán sang kia, thấy không? Phân tán sang kia là nó thành cần cần ngang. Đấy, chỗ này này, chỗ này cũng thế này, sướng sướng. Đấy, cắt rồi nó lại đứng, cắt rồi nó lại đứng, gió nó thổi ngược lên nó đứng. Đấy, sơ bộ, phá bỏ sơ bộ đấy. Rồi, cần này bây giờ đi ra ngoài, cần này có được quá chị. Bên trong nó cứ đâm ra này. Đây, để đâm ra này. Đâm ra nó mắc thằng này. Đây là, bỏ luôn đi. Đấy, thấy chưa, cho nó có khoảng không này. Mình lấy dưỡng mấy cần phía ngoài này cho nó ra là được. Cái này nhiều quá, bỏ luôn. Nuôi cần này, anh đâm ra đây thay vì tán trong gốc. Bên này cũng thế này. Bên này khoảng này nhá quá chị. Cái này gần nhau này, xong rồi trái sở ra nó cũng đụng này. Bỏ luôn đi. Nuôi cần bên kia. Đấy, thương đầu chưa? Đây, cái này đứng trời này. Bỏ luôn. Đấy, cho nó cứ ngựa ra, ngựa thời gian hắn lại đứng.
ngựa xong đứng. Cái nào đứng là mình tiếp tục xử lý. Cái nào mà nó đã an phận rồi, nó không không ấy mình nữa thì mình để cho nó ra tự nhiên. Còn cái nào mà nó chống, nó lì mặt thì tiếp tục xử lý, cắt bỏ. Đấy. Đấy, sạch sẽ luôn. Sang năm bước vào quy trình làm trại. Hôm nay thì mới làm thêm mỗi đồ trại. Không biết có đậu sẽ nào không. Đậu thì làm quen. Đó, thấy chưa? Đây, phán vào tới luôn. Thấy một thời gian nữa lại tiếp tục nó phóng lên các bác chị. Mấy cái này nó vươn lên trời này. Cái này dưới thì nhỏ quá này. Khó. Thôi tạm thời để nó đi. Tạm ổn phía trên. Đấy, nhìn ngược lên. Trên này nhìn xuống. Đấy, nhìn xuống cốc. Thoáng đẳng rồi nhá. Đây, đứng từ bên này nhìn sang các bác chị cái cành kia. Cành kia mà mấy cành giếng này nó nhỏ, nó mà cành nhỏ nhỏ này nó bắt đầu nó cũng muốn đứng lên. Mà cành trên này to hơn hay lại đứng lên trời mất rồi. Đấy. Bây giờ để này thì nó lại đứng tiếp. Đúng không chị? Đấy, để thì nó đứng tiếp. Bây giờ chấp nhận bỏ đây nhá. Đấy. Bỏ cho nó đi. Để nuôi mấy cành nhỏ này, cho cành này, hai cành này nó nhỏ nó đi ngang. Còn cành kia gió mà thổi lên tiếp thì sau này mình sẽ tiến tiếp. Đấy. Hỏi chưa? Toàn là cái chấn đọt biết thôi. Đấy, sau khi phá hết cái dàn tán phía trên và phía dưới, đứng từ góc này, lúc đầu vô, nhìn cái cây nó rậm rạp. Mà bây giờ thì các bạn chị nhìn này, từ dưới lên trên, đó, đã tạ tơi chưa? Nhìn ánh sáng xuyên từ bên này sang kia được thoáng hết rồi. Đấy, cái lượng bông thì cũng đã nhìn thấy rõ luôn. Góc này. Đấy, nhìn lên. Từ một cây rậm rạp mà bây giờ thành một cây tạ tơi. Đấy, các bạn chị nhìn thấy cũng khiếp chưa, mạnh tay chưa. Đó, những đợt này mình tỉa như thế này là đợt sau là có tỉa lại nó cũng đỡ là khỏe rồi, cũng không phải tiện lựa nhiều nữa. Đấy, mạnh tay một lần đau một lần nhưng mà sau này mình sẽ tiện lựa lại tiếp nó khỏe hơn. Đấy. Thì khi của mình làm mình mới dám mạnh tay như này được quá chị. Còn của người ta mà phá quá mạnh tay thì chắc người ta đuổi chạy không kịp, sắt dép chạy không kịp. Đấy. Thì còn một số bụi tiêu thì nó nằm gần thì mình đang nghiên cứu coi thế nào. Cái nào mà cảm thấy ấy quá thì sẽ phá bỏ. Cái nào mà đang chịu được thì ăn thêm năm nữa coi tiêu giá cả như thế nào. Thì bây giờ chặt đi thì cũng phá quá, uổng quá. Đấy, cũng sẵn đi ra vườn và chia sẻ lại các anh chị thăm vườn. Và cái sầu riêng này trước chưa cắt cần tạo tán cho nó thì hôm nay sẽ ra và cắt cần tạo tán cho nó, phá cán tán cho nó thoáng để sang năm nó mập cành ra tiếp tục quá trình mình nuôi trái. Năm nay thì bắt đầu có đôi lỗ hoa lác đác để cho nó làm quen. Đấy. Nếu các bác chị có đánh giá gì và có bình luận gì về cái các cành tạo tán như thế này, xin cho một lời góp ý. Nếu thích video này, mong tất cả các anh chị ủng hộ cho em trai bằng một lượt chia sẻ, đăng ký. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nha.